Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bệnh viện Oracle Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian. Mọi thắc mắc và muốn biết thêm về những cái dịch vụ ở bệnh viện, xin quý vị liên lạc ở Hương Thơ với Hương Thơ là số 714-378-7969 và nhớ để lại tên và số điện thoại, Hương Thơ sẽ liên lạc lại với quý vị ngay. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Trần Anh Thư, chuyên viên Y khoa gia đình. Mến chào bác sĩ Anh Thư ạ. Dạ, anh Thư xin thân ái chào chị Hương Thơ. Xin thân ái chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, tháng 10 là một cái tháng gọi là Awareness về Depression. Và Hương Thơ biết là trong cái cơn đại dịch đang hoành hành đó, mình sẽ có nhiều người cảm thấy lo âu, lo lắng, lo sợ vì vấn đề thay đổi cái sinh hoạt hàng ngày, rồi thay đổi đời sống, rồi với vấn đề kinh tế, con cái, phải làm việc ở nhà. Thì bao nhiêu cái vấn đề nó làm cho người ta bị dồn ép, bị áp lực nhiều hơn như trước. Và mà bây giờ là tháng 10 thì bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã chọn cái đề tài này. Và Hương Thơ nghĩ rằng cái sức khỏe tâm thần nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe thể lý của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên là dạo này có nhiều bệnh nhân về đến với bác sĩ cầu cứu về vấn đề trầm cảm hay về tâm thần, sức khỏe tâm thần không ạ? Dạ, thì như chị Hương Thư vừa trình bày là cái tháng 10 là cái tháng của National Awareness Month về cái depression. Tất nhiên là cái bệnh về trầm cảm được nhận biết là có những cái nguy cơ cao, thành ra được mọi người sẽ lưu tâm, nhiều cái hội sẽ lưu tâm vào tháng 10. Và mình đang vẫn còn trong cái cơn đại dịch COVID-19. Thì anh Thư muốn trình bày khi mà trong cái cơn đại dịch này, những cái bệnh về tâm thần, về những tâm lý thay đổi ảnh hưởng như thế nào. Hiện tại thì cái số lượng bệnh nhân mà đến để mà cầu cứu về những cái bệnh lo lắng, hồi hộp, trầm cảm tăng lên ở một cái văn phòng của bác anh Thư thì cũng tăng lên so với những cái thời gian khác. Và theo cái thống kê của Y khoa Hoa Kỳ thì số lượng bệnh nhân bị trầm cảm, lo lắng, hồi hộp hoặc là cứ những cái drug abuse, tất nhiên là dùng thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, tăng lên rõ rệt. Và điều này cũng được ghi nhận trong những cái đợt đại dịch mà trong lịch sử đã chứng kiến, ví dụ như là đợt SARS hoặc là những cái sự kiện lớn. Thì cái điều này làm cho anh Thư muốn chia sẻ trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với chị Hương Thơ. Vâng, Hương Thơ lại nghĩ tới tại sao lại tháng 10 là cái tháng dành cho bệnh trầm cảm. Có lẽ là không khí đã thay đổi, chúng ta bắt đầu từ mùa hạ đi vào mùa thu thì càng ngày cái không khí nó lạnh, thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng chúng ta, phải không bác sĩ? Dạ, chị Hương Thơ nói nó cũng hay. Thì mỗi cái tháng có một cái đề tài awareness riêng. Trong tháng 10 thì lại được chọn là cái tháng mà nhận biết về vấn đề trầm cảm. Có lẽ là như vậy, tại vì khi thời tiết thay đổi thì cũng ảnh hưởng tới lại tâm trạng của con người. Có một cái chứng bệnh nó gọi là trầm cảm theo mùa, tức là đến cái mùa đông mà không có ánh sáng mặt trời nhiều thì sẽ có thấy cái bệnh nhân, một số nhiều người bị trầm cảm hơn so là những cái mùa xuân hoặc là mùa hè. Có lẽ như vậy chị Hương Thơ. Và thưa bác sĩ, vậy cái ảnh hưởng của cái tâm thần, tâm lý của chúng ta khi mà bị trầm cảm, nhất là mùa đại dịch này, nó ảnh hưởng như thế nào, làm sao nó về tâm thần mình trước đi rồi mình nói về thể lý. Dạ, thì cái bình thường, cái phản ứng bình thường là cái cơn đại dịch sẽ mỗi người đều bị ảnh hưởng nhiều hay ít, mỗi người sẽ phản ứng khác nhau. Có nhiều người sẽ đối phó hoặc là coping cái đại dịch này một cách rất là bình thường, hoặc là có thể họ sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, họ sẽ qua được khỏi con đại dịch này mà họ cảm thấy là mình sẽ mạnh hơn. Nhưng mà cũng có số người sẽ bị rơi vào tình trạng là trầm cảm nhiều hơn, lo lắng, lo âu. Ngay cả tăng cái số, một số người có thể đưa đến cái commit suicide, tức nghĩa là tự tử nhiều hơn. Thì mình muốn để cái tháng 10 hoặc là trong cái đợt này thì mình muốn chia sẻ để tất cả quý vị tìm, nếu mà có những triệu chứng hoặc là trong gia đình người thân quan tâm đến nhau có những triệu chứng thì nên tìm hiểu hoặc là gọi bác sĩ gia đình để việc điều trị hoặc là được hướng dẫn để điều trị sớm nhất để phòng ngừa những cái mình không muốn là cái tử vong do tự tử. Vâng, vậy những triệu chứng như thế nào để mình biết là mình, bản thân mình hay những người thân mình
có dấu hiệu là đang bước vào cái tình trạng trầm cảm thưa bác sĩ? Ví dụ như những cái triệu chứng mà liên tục mình cảm thấy mình chán nản, cảm thấy bức xúc khó chịu mà liên tục trong vòng nhiều ngày liên tục, cảm giác là mình không ăn được hoặc là ăn quá nhiều, không ngủ được, hoặc bồn chồn lo lắng. Có những triệu chứng mà mình nghĩ giống như là có nhiều người họ chỉ bị là cái lo lắng hồi hộp thôi chứ không phải là bị trầm cảm. Trầm cảm là mình chán đời, mình mất hy vọng. Nhưng mà đa số anh Thư thấy bệnh nhân sẽ bị lo lắng, lo âu nhiều hơn, biểu hiện bằng những triệu chứng ví dụ như đau ngực, khó thở, rồi cảm thấy run rẩy, không có đi đứng được, hoặc là cảm giác bị đau bụng, khó tiêu. Những triệu chứng đó mà mình không thể giải thích được bằng những cái nguyên nhân về những cái bệnh lý, thì ra khi mà đã loại trừ những nguyên nhân về tim, về phổi, về ngay cả những bệnh nhân sẽ check in the ER, tức là sợ, hoảng sợ quá phải đi vô phòng cấp cứu, mặc dù là rất là sợ đến đi, dạ, rất là sợ đến nhà thương, sợ bị contract nhiễm với lại COVID-19, nhưng mà họ chịu không được nổi nữa, tức là cảm thấy rất là không phải như là mình nữa, thì những triệu chứng đó là những cái triệu chứng lo âu, hồi hộp mà nên cần được đến gặp bác sĩ và tư vấn và có thể cần phải điều trị. Hương Thơ thì thấy nếu mà lo âu quá đó, Hương Thơ thường bị mất ngủ hay là mình không có tập trung được tốt như ngày xưa không bác sĩ? Dạ đúng rồi, dạ không, mất ngủ, lo lắng quá hoặc là ngủ nhiều. Những người bị trầm cảm có thể họ không thích làm gì cả, họ chỉ thích ngủ thôi, hoặc là ăn ít quá, không thích ăn, chán ăn hoặc là ăn quá nhiều. Rồi uống rượu nhiều hơn, hút thuốc lá, không tập trung được những cái việc mình muốn làm. Rồi uống, có thể họ tìm cách ngủ và giúp cho mình ngủ, có thể họ uống rượu nhiều hơn hoặc là tăng cái số lượng hút thuốc lá nhiều hơn. Có nhiều người lại dùng những cái thuốc để mà giúp cho bớt cái stress, gọi là cái stress với là lo lắng hồi hộp, stress pressure chị. Hồi nãy bác sĩ nói là mỗi người đối phó và phản ứng khác nhau về cái COVID-19 này, thì Hương Thơ nghĩ rằng nó tùy theo cái background của mình, hoàn cảnh xuất thân của mình, bạn bè, gia đình, tình hình tài chính. Cái nếu mình có nhiều tiền chắc mình đỡ lo hơn, mà thất nghiệp mà không có tiền mình sẽ lo nhiều hơn, phải không ạ? Rồi có những người thân bên cạnh thì nó cũng hỗ trợ. Thưa bác sĩ, vậy những người nào mà bị tác động nhiều nhất trong cái COVID-19 này, có dễ bị trầm cảm nhiều nhất là những người thuộc nhóm nào ạ? Dạ, chị Hương Thơ đã câu hỏi rất là hay. Thì đúng là mỗi người phản ứng với lại cái cơn đại dịch này khác nhau. Người ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Những quý vị nào đã có cái tiền sử bị bệnh về lo lắng, hồi hộp, trầm cảm, ngay cả những cái bệnh gọi là bipolar disorder, tức như là bệnh những cái bệnh tâm thần, thì sẽ bị dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Những nhóm người có cái nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19, họ sẽ lo âu nhiều hơn. Những quý vị lớn tuổi có những cái bệnh mãn tính, thì tại vì họ nghĩ họ sẽ dễ bị mắc bệnh hơn, sẽ lo âu nhiều hơn. Những người sống một mình, không có thân nhân hoặc là không có cái support, tức là hỗ trợ của gia đình hoặc là của cộng đồng, sẽ bị nhiều hơn. Những người bị mất job, tại vì họ sẽ cái đại dịch này có rất là nhiều bị mất job, thì họ lo lắng về cái tài chính của mình, sẽ dễ bị ảnh hưởng. Rồi những người làm việc nhân viên y tế, họ cũng sẽ lo âu nhiều hơn, tại vì thật họ sẽ Hương Thơ với bác sĩ không? Dạ, sẽ làm việc nhiều hơn, sẽ dễ bị có thể là cái dễ bị nhiễm hơn, rồi họ lo lắng cho người thân của mình, có thể mình là cái nguồn có thể đem đến cái bệnh về cho gia đình của mình. Thì đó là một số cái nhóm người dễ bị lo lắng, trầm cảm hoặc ngay cả bị stress, tức là chỉ bị áp lực về y tế thôi. Dạ. Hương Thơ thấy còn có một số người cũng như những người chăm sóc những người bệnh đó, caregiver, hay là những người làm trong cái ngành thực phẩm đó, họ đâu có được nghỉ đâu, họ có phải làm, hay là những cái farm, những người nó phải tiếp tục làm để mình có những người essential worker, những người phải đi làm đó.
rồi như nãy bác sĩ nói là những người có những cái tiền, có cái history là bị bệnh tâm thần trước đó là nó còn sợ hơn phải không ạ? Dạ. Còn lo sợ căng thẳng thì những hơn. Người mà có những cái bệnh tâm thần thì nếu nó mà quý vị hơn, đang dạ nếu quý vị đang được điều trị, đang được uống thuốc thì nên tiếp tục uống thuốc và đang tiếp tục điều trị với lại cái bác sĩ tâm thần. Có những cái dấu hiệu hoặc là có những triệu chứng mới thì nên cho bác sĩ biết. Anh thưa có một bệnh nhân có những cái tiền sử bị bệnh, nhưng mà trong cái thời gian COVID này thì họ không có, họ sợ họ không có dám đi khám bệnh, họ không uống thuốc, họ không dám đi khám bệnh, thì cái bệnh nó sẽ trở nặng. Bệnh nhân không ngủ được, không ăn, không ngủ được, cái bệnh về tâm thần phân liệt đó, nó trở lại mạnh hơn. Mà bệnh nhân cũng may là người nhà biết theo dõi thì đem bệnh nhân tới và anh thư chuyển bệnh nhân tới một bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để bệnh nhân được điều trị. Thì đó là một số mình nên theo dõi cho người thân của mình, nhất là những người thân của mình nếu mà có những cái bệnh về tâm thần lo lắng. Có một số bệnh nhân anh Thư thấy vẫn không có, hồi đó giờ vẫn không có cái tiền sử bị lo âu hồi hộp hay là trầm cảm, nhưng mà họ vẫn bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch này, họ lo lắng nhiều hơn, họ không dám ra khỏi nhà. Có nhiều người vẫn không dám ra khỏi nhà, hoặc là không, như anh Thư sáng nay thì có một bệnh nhân cô nói cô phải gồng mình lắm cô mới dám bước vô phòng mạch để mà cô khám, tại vì cô bệnh quá rồi. Nhưng mà khi mà cô vô là cô phải trùm từ đầu đến chân, mặc 2-3 lớp áo, đeo găng tay, đeo mask, đeo face shield, rất là sợ. Phải nói là cô nói là gồng mình lắm rồi mới dám tới đây, chứ còn không thì không dám tới. Tại vì cô phải chăm sóc cho mẹ già, có người chị ở nhà lại không có đồng quan điểm với mình, cổ thì lo lắng quá mức, còn người chị thì không lo, thì lại cãi nhau. Dạ, thì mình phải counseling, tức như là mình giải thích cho bệnh nhân những cái gì mình cần thiết làm, những cái gì để mình có thể bảo vệ được cho mình không có bị nhiễm COVID-19, nhưng mà mình cũng không nên lo lắng quá để mà mình có thể gây ra bệnh cũng có thể có bị ulcer, tức là cái stress, những cái đó làm cho bị đau bao tử, nên là cô ăn không được, uống không được, khó chịu. Dạ. Thì đó là mình rất là thường gặp. Có những bệnh nhân rất là khỏe nhưng mà nói tôi rất là sợ, lo lắng hồi hộp lắm, nhưng không biết là mình có bị nhiễm hay không. Dạ. Vâng. Thì có một số người cũng có thể dễ bị sợ hãi và lo lắng là những người mà không có rành tiếng Anh, mà ở một mình nữa, các bác cô mà không rành tiếng Anh, không có theo dõi tin tức được đó, rồi không ai giúp đỡ, hay là những người vô gia cư và những người khuyết tật, thân thân nghĩ là những người đó cũng khổ sở, cũng ảnh hưởng nhiều, phải không bác sĩ? Dạ. Vâng, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài, và sẽ trở lại với phần 2 với bác sĩ gia đình Trần Anh Thư.